Kinh số 32 Đại kinh rừng sừng bò. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga, có nhiều Kitala cùng với một số đông thượng tọa đệ tử nổi tiếng như Tôn giả Sariputta, Tôn giả Mahamogalana, Tôn giả Mahakasapa, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Revata tôn giả ananda cùng với một số thượng tọa đệ tử nổi tiếng khác rồi tôn giả mahamogalana vào buổi chiều sau khi tham thiền đứng dậy đi đến chỗ tôn giả mahakasapa ở sau khi đến bèn nói với tôn giả mahakasapa hiền giả kasapa chúng ta hãy đến chỗ tôn giả sariputta để nghe pháp thưa vâng hiền giả tôn giả Mahakasapa, vần đáp tôn giả Mahamogalana, rồi tôn giả Mahamogalana, tôn giả Mahakasapa, và tôn giả Anuruddha, đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe Pháp. Tôn giả Ananda, thấy tôn giả Mahamogalana, tôn giả Mahakasapa, và tôn giả Anuruddha, đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe Pháp. Sau khi thấy vậy, liền đi đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn giả Revata: "Này hiền giả Revata, các bậc thượng dân như vậy đã đến Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Này hiền giả Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp." Thưa vân hiền giả, Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda: rồi tôn giả Revata và tôn giả Ananda đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe Pháp. Tôn giả Sariputta thấy tôn giả Revata, tôn giả Ananda từ xa đi đến. Sau khi thấy, bèn nói với tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, hãy đến đây. Thiện lai, tôn giả Ananda. Vì thị giả Thế Tôn, vì hầu cận Thế Tôn này hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, Kitala la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Ananda, hàng tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe những pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện văn nghĩa cụ túc nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ được lập lại lớn tiếng được ý tư duy được chi kiến khéo quán sát vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung lưu loát với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosimga. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Revata. Này hiền giả Revata, tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi tôn giả Revata. Này hiền giả Revata khả ái thay ngôi rừng Gosinga. Như trên, Này hiền giả Revata, hạng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, Này hiền giả Sariputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tình cư, vui thú đời sống tình cư, nội tâm tu pháp tình chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hành, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Anuruddha: "Này hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi Tôn giả Anuruddha này hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng Gosinga, như trên. Này hiền giả Anuruda, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp quán sát một ngàn đường phòng xung quanh cũng vậy này hiền giả sariputta tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới này hiền giả sariputta hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng gosinga khi nghe nói vậy tôn giả sariputta nói với tôn giả mahakasapa này hiền giả kasapa tôn giả anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình ở đây này chúng tôi hỏi tôn giả kasapa này hiền giả kasapa khả ái thay ngôi rừng gosinga như trên này hiền giả kasapa hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng gosinga ở đây này hiền giả Sariputta, tỷ kheo tự mình sống ở rừng núi và tám tháng đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực và tám tháng đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tạo và tám tháng hành mặc y phấn tạo, tự mình sống với ba y và tám tháng hành ba y, tự mình sống thiểu dục và tám tháng hành thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tám tháng hành biết đủ tự mình sống độc cư và tán thán hành sống độc cư tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hành không nhiễm thế tục tự mình tinh cần tinh tấn và tán thán hành tinh cần tinh tấn tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến này hiện giả sariputta hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng gosinga khi nghe nói vậy Tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahamogalana, Hiền giả Mogalana, tôn giả Mahakasapa, đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi tôn giả Mahamogalana, này hiền giả Mogalana, khả ái thay khu rừng Gosinga, này hiền giả Mogalana, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? ở đây này hiền giả Sariputta, hai tỷ kheo đàm luận về apidama các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau, chứ không dừng lại, và cuộc đàm luận về Pháp được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga, rồi tôn giả Mahamogalana nói với tôn giả sariputta hiền giả sariputta chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi ở đây này chúng tôi hỏi tôn giả sariputta này hiền giả sariputta khả ái thay khu rừng của singha đêm rằm sáng trăng cây ta la trộ hoa cùng khắp hương trời như được tỏa rộng khắp nơi này hiền giả sariputta hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiện giảng Mogalana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. Ăn trú quả nào, vì ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng. Ăn trú quả nào, vì ấy muốn ăn trú vào buổi trưa, vì ấy ăn trú quả ấy buổi trưa ăn trú quả nào vì ấy muốn ăn trú vào buổi chiều vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều hiện giả mogalada ví như một vị vua hay vị đại thần của vua có một tụ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này hiền giả Mogalana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. Ăn trú quả nào tỷ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng ăn trú quả nào tỷ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi trưa vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi trưa ăn trú quả nào vì tỷ kheo ấy muốn ăn trú vào buổi chiều vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều này hiền giả mogalana hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng gosinga rồi tôn giả sariputta nói với các tôn giả ấy này chư hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải thích của chúng ta. Chư hiền, chúng ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở, và thuật lại vấn đề này cho Thế Tôn rõ. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vân, hiền giả. Các tôn giả ấy vân đáp tôn giả Sariputta, rồi những tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, định lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đến tại chỗ con ở để nghe Pháp. Bạch Thế Tôn, con thấy Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda từ xa đi đến. Thế vậy, con nói với Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda hãy đến đây thiện lai tôn giả ananda vì thị giả thế tôn vì hầu cận thế tôn này hiền giả ananda khả ái thay khu rừng kusinga đêm rằm sáng trăng cây ta la trổ hoa cùng khắp hương trời như được tỏa rộng khắp nơi này hiền giả ananda hàng tỷ keo nào có thể làm sáng chói khu rừng kusinga bạch thế tôn được hỏi vậy Tôn giả Ananda trả lời với con như sau: Ở đây, hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vì ấy nghe nhiều và giữ gìn kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy được thi kiến khéo quán sát. Vì ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lệnh thay, lệnh thay, Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Ananda phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung lưu loát với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên bạch thế tôn khi nghe nói vậy còn đối với tôn giả revata này hiền giả revata tôn giả ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình ở đây này chúng tôi hỏi tôn giả revata này hiền giả revata khả ái thay ngôi rừng gosinga như trên. Này hiền giả Revata, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hành, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng của singha lệnh thay lệnh thay sariputta nếu trả lời cho được chân chánh revata phải trả lời như vậy này sariputta revata ưa thích đời sống tình cư vui thú đời sống tình cư nội tâm tu tập tình chỉ không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh luôn luôn lui tới các chỗ không tịch bạch thế tôn khi được đói vậy còn nói với tôn giả anuruddha như sau này hiền giả anuruddha tôn giả revata đã trả lời theo sự giải thích của mình ở đây này chúng tôi hỏi tôn giả anuruddha này hiền giả anuruddha khả ái thay ngôi rừng kusinga như trên này hiền giả anuruddha hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng của singa bạch thế tôn được đói vậy tôn giả anuruddha nói với con này hiền giả sariputta ở đây tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới này hiền giả sariputta ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp rồi quán sát một ngàn đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thanh tình siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lành thay, lành thay, Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, anduruda phải trả lời như vậy. Này Sariputta, chính Anuruddha với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Bạch Thế Tôn, được đói vậy, còn đối với tôn giả Mahakasapa. Này hiền giả Kasapa, tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi tôn giả Kasapa. Khả ái thay ngôi rừng Gosinga. Như trên, này hiền giả Kasapa, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Kusinga? Bạch Thế Tôn, được đói vậy, trung giả Mahakasapa nói với con. Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo tự mình sống ở rừng núi và tán tháng đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực và tán tháng đời sống khất thực tự mình mặc y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo tự mình sống với ba y và tán thán hạnh ba y tự mình sống thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục tự mình sống biết đủ và tán thán hạnh biết đủ tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục tự mình tinh cần tinh tấn và tán thán hạnh tinh cần tinh tấn tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ tự mình giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến này hiện giả sariputta hàng tỷ kheo ấy có thể làm sáng chói khu rừng gosinga lệnh thay sariputta nếu trả lời cho được chân chánh kasapa phải trả lời như vậy này sariputta kasapa tự mình sống ở rừng núi và tán tháng đời sống ở rừng núi tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán tháng sự thành tựu giải thoát tri kiến Bạch Thế Tôn, được đói vậy, còn nói với tôn giả Mahamogalana. Hiền giả Mogalana, tôn giả Mahakasapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi tôn giả Mahamogalana. Này hiền giả Mogalana, khả ái thay khu rừng Kusinga. Này hiền giả Mogalana hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga? Bạch Thế Tôn, được đói vậy. Tôn giả Mahamogalana nói với con. Ở đây, này hiền giả Sariputta, hai tỷ kheo đàm luận về Abhidhamma. Họ hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi vì không trả lời được, và cuộc đàm luận về Pháp của họ được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Lệnh thay Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Mugalana phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Mugalana là bậc thuyết về chánh pháp. Được đói vậy, tôn giả Mahamugalana bạch thế tôn. Bạch thế tôn, con nói với tôn giả Sariputta như sau hiền giả sariputta chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi ở đây này chúng tôi hỏi tôn giả sariputta này hiền giả sariputta khả ái thay khu rừng của Singa. đêm rằm sáng trăng kitala trổ hoa cùng khắp hương trời như tỏa rộng khắp nơi này hiền giả sariputta hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng của Singa? Bạch Thế Tôn được nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với con. Ở đây, này hiền giả Mogalana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vì ấy muốn an trú vào buổi sáng? Vì ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vì ấy muốn an trú vào buổi trưa? Vì ấy an trú quả ấy vào buổi trưa. Ăn trú quả nào vì ấy mua ăn trú vào buổi chiều. Vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Mogalana, ví như một vị vua hay vị đại thần của vua, có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, Nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều cũng vậy. Này hiền giả Mogalana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm, an trú quả nào tỷ kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng. Tỳ kheo ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vì ấy muốn an trú vào buổi trưa vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi trưa. Ăn trú quả nào vì ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Này hiền giả Mogalana, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng của Singa. Lành thay, lành thay Mogalana, nếu trả lời cho được chân chánh, Sariputta phải trả lời như vậy này Mogalana Sariputta điều phục được tâm, không phải Sariputta không điều phục được tâm. ăn trú quả nào vì ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng. ăn trú quả nào vì ấy muốn ăn trú vào buổi trưa, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi trưa. ăn trú quả nào vì ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vì ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Khi được đói vậy, trung giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời câu hỏi được đặt ra? Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời, và nay các ông hãy nghe ta nói, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng của Singha? Ở đây, này Sariputta, tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, và nghĩ rằng, ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này, cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga. Thế tôn thuyết giảng như vậy, các tôn giả ấy hoan hỷ, tính thọ lời thế tôn dạy đại kinh rừng sừng bò thứ ba mươi hai